Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Tuy anh ba ghét cái nghèo, mà hình như nó lại yêu anh nên mãi chẳng chịu rời đi. Để quên đi sự nghèo khó bủa vây, anh ba quyết tâm tìm bắt một món mồi ngon ngoài tự nhiên để tiết kiệm chi phí. Bạn đã bao giờ nghe đến cá lóc bo chưa? Một loài cá ăn thịt đặc trưng, chúng cần thịt để duy trì sự sống và thậm chí cũng chẳng nề hà gì con người. Hễ thấy động là chúng chạm tới liền. Thời tiết âm u, anh ba có trong tay một chiếc lưỡi câu hình con cóc khá đặc biệt, với một niềm tin lớn lao, chắc chắn sẽ câu được cá. Anh cùng người bạn báo thủ đang đi xuyên qua một cái hầm, trông đến là hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng tới địa điểm để quăng cần. Ô, không lẽ nhanh đến thế, đáng tiếc thật, vì lôi lên quá sớm nên anh đã bỏ lỡ em nó mất rồi. Anh liên tục thả con ếch mồi, để nó bơi loi choi trên mặt nước đầy khiêu khích. Ấy vậy mà quay muốn rũ tay, con cá anh mong vẫn chưa xuất hiện. Ô, đây rồi, lại nữa, dù cần đã cong lên mà cái hên vẫn chưa tìm đến. Cảm giác nặng tay lại xuất hiện, có gì đó đã mắc cần rồi. Anh ba thoăn thoắt thu dây, bụng mang đầy hy vọng, và rồi con cá được kéo lên. Xem kỹ cái miệng háu đói của nó này, to tổ chảng và mở lớn như muốn nuốt cả thế giới, ngay cả con ếch mồi khá lớn cũng chẳng thể làm khó. Tuy vậy, con cá này hơi bé, anh ba muốn tìm mấy khứa với kích thước lớn hơn nhiều, có như thế thì thịt mới mờ lem được. Do đó mà con cá này may mắn được thả đi, anh ba cũng xác định sẽ chỉ ăn những món mà vừa nhìn anh đã thích, tuy anh nghèo nhưng về ăn uống anh cũng có tiêu chuẩn chứ đâu phải đùa. Anh lại tiếp tục tận hưởng chuyến săn tìm của mình, với con ếch mồi nhảy chồm hỗn liên hồi trên mặt nước, và con thuyền nhỏ vẫn thong dong, đây rồi, lại con cá khác. Nhưng anh nhanh chóng hụt mất, cũng may nó khá bé nên không đáng tiếc lắm, trời bắt đầu mưa, điều đó càng làm anh thêm thích thú, câu cá dưới thời tiết này là một trải nghiệm rất khác. Rất thú vị và hay ho, dưới làn mưa ngày càng dày, anh vẫn có được thu hoạch đáng nể, nhưng thay vì nấu canh chua hay nướng rơm như dân Đông Lào chúng ta, anh lại thả liên tiếp hết con này đến con khác, chỉ vì chúng chưa đạt kích cỡ. Sau khi nghỉ ngơi dưới gầm cầu một lúc, anh lại quăng cần. Và rất nhanh, con cá hung hăng khác lại cắn mồi, tụi cá này rất háo ăn, lại không ngại va chạm nên cứ thấy có mồi là chúng lao ra. Bạn xem con mắt lồi ra của nó kìa, lý do chúng được gọi là cá lóc mắt bò là thế đấy. Con mắt to lớn, lồ lộ, với lớp vảy dày, thật sự chúng có một vẻ ngoài rắn giỏi khá đẹp mắt. Nhìn kích thước này có bác nào thấy tứa nước miếng chưa? Hẳn thịt cũng dai ngon lắm rồi, nhưng anh bổn vẫn chưa thỏa mãn. Con cá tiếp theo thật sự khỏe mạnh, nó quẫy đạp dữ dội, người bạn đi cùng phải dùng đến vợt để hỗ trợ anh ba mang được nó lên. Đây là con có màu sáng rực rỡ nhất trong suốt cả ngày hôm nay, trông màu vàng sang chảnh chưa kìa, đỉnh thật sự, hoa văn trên lưng nó cũng vô cùng nổi bật. Có một khứa này làm cảnh trong nhà thì không tệ tẹo nào, nhiều ông anh chắc cũng đang hào hứng với con cá này lắm, trong miệng nó là con ếch mồi lớn. Loài cá này có hộp sọ lớn và cứng vô cùng, nghe tiếng cốc cốc ấn tượng nhỉ. Anh ba đang cố gắng sửa lại cái lưỡi câu, sức mạnh của tụi cá lóc đã khiến nó biến dạng luôn rồi. Hai cái móc bị tách sang hai hướng, chúng cứng đến nỗi anh phải dùng kềm mới có thể chỉnh lại được. Anh ba áng chừng, cỡ 30 con cá cắn câu sẽ khiến nó tan nát không thể vớt vát được. Chứ bạn thử nghĩ xem, con nào con nấy cũng mạnh mẽ cỡ này, má ơi đỉnh, con cá vừa rồi đã có một cú xoay người cực nghệ để thoát khỏi lưỡi câu cơ đấy. Người bạn đi cùng hào hứng muốn thử sức, không khó tẹo nào, chỉ mỗi tội kích thước ra sao mà thôi. Họ di chuyển ngày càng xa, con sông cũng ngày càng hẹp lại. Tuy vậy với nhiều hốc cây hai bên bờ, anh bổn tin tụi cá lóc mắt bò vẫn lẩn trốn đâu đó dưới kia. Đây là một minh chứng cho điều đó, tụi cá nhỡ xuất hiện khắp nơi, thế nhưng mấy khứa già đầu với kích thước vượt trội lại trốn tiệt đi đâu rồi nhỉ? Anh bổn vẫn chày cối quăng cần, trông con ếch mồi nảy cá tưng buồn cười quá nhỉ? Nhưng không thể phủ nhận độ hiệu quả của nó. Anh liên tục thu được hết con cá này đến con cá khác, nhưng cứ bắt được rồi lại thả ra, rốt cuộc anh muốn tìm con lớn đến mức nào cơ chứ? Úi chà, mẻ này ổn áp quá rồi, nặng tay như này thì chắc hẳn phải vừa ý lắm đây, nhưng rồi sống không bị lừa thì khác gì sống thừa. Hóa ra lại chỉ là một mớ rác rến rong rêu bự tổ chẳng, thật đáng thất vọng. Ô kìa, hú hồn con chồn, một con cá tuyệt đẹp ở ngay phía trong. Trông con cá lóc này đi, nó có họa tiết vảy rồng cực đẹp, nhưng với anh bổn, cá không là bạn mà chỉ là món ăn, không đủ độ lớn thì đành thả đi thôi. Người bạn bắt đầu nóng mông vì không thể tiếp tục nhìn cảnh anh bổn bắt rồi thả như thế nữa, nên quyết định tự tay mày mò. Và trời không phụ lòng người, một con cá lớn hơn hẳn những con từ nãy đến giờ đã cắn câu, anh gồng đít thít mông là nhấc bổng nó lên. Với sự phối hợp nhịp nhàng từ vật lưới trong tay anh bổn, họ đã thu phục được em nó, cùng xem cân nặng nhé, nó đã nặng gần 7 pao, tiếc thật, anh bổn vốn muốn tận 10 pao cơ. Nếu thế hẳn phải là quái thú, dù sao trời cũng đã muộn,
và bụng anh cũng đói dần đều nên anh bổn chấp nhận con cá này. Loài cá này không thật sự được ưa chuộng ở biển bởi lớp vảy siêu dày mà tụi nó sở hữu. Anh bổn dùng con dao sắc lẹm thành thạo đi những đường dứt khoát. Nhìn cảnh anh múa dao thế kia là đủ hiểu ai làm chủ căn bếp ở nhà rồi. Đành chịu khó anh ơi, thân trai 12 bến nước. Biết bếp núc thì may ra mới sớm có nóc nhà. Đúng là thời nay nữ quyền lên ngôi, toàn phải là nam công gia chánh mới được lòng các chị. Có lẽ hiểu rõ điều đó nên anh bổn đang thể hiện những đường đao pháp chuẩn chỉnh miễn chê. Không thể không dành lời khen cho con dao trong tay anh. Với một cú thẳng tắp, anh tách tảng thịt cá trắng mút ra khỏi da, tươi ngon và tuyệt đẹp, rồi đi luôn vào bếp. Cá đương nhiên là ăn với cơm sẽ siêu bon miệng rồi, thế nhưng cách nấu cơm của các anh Tây Lông nó lạ lắm, nhưng dù sao khẩu vị mỗi nơi cũng khác nhau mà. Nên chúng ta tiếp tục theo dõi cách nấu độc lạ của anh Bổn nhé. Với phần thịt cá tươi mọng, anh bắt đầu ra giảm theo khẩu vị, trông màu sắc rực rỡ thế kia thì đủ biết là phải ngon miệng lắm rồi. Sau khi rang sơ gạo thật thơm, anh cho thêm chút nước vào và vô cùng ưng ý với mùi thơm đang bốc ra. Quay trở lại với món cá mà anh đã vất vả suốt cả ngày để tìm kiếm, anh để dầu thật nóng rồi tiến hành áp chảo từng miếng cá. Đơn giản là để nó chín vàng rụm, mùi vị bay xuyên qua màn hình luôn rồi, anh vớt cá ra đĩa, anh chỉ rán sơ một mặt vì muốn món cá không bị quá khô và thô ráp. Rồi anh cho thêm dầu vào trong, đổ cà chua và hành tây đã thái ra. Cái tiếng xèo xèo này kích thích vị giác thật chứ. Có bạn nào bị từ nước miếng giống bún không nhỉ? Anh đảo sơ thêm cả cần tây đến khi vừa chín tới, thì đổ nước sốt luộc gà pha cùng nước tương và cốt chanh vào nồi. Ủa alo, sao tự nhiên anh cho rau mùi vào sớm vậy trời? Khi mọi thứ đã sôi anh mới đặt cá vào chảo, ừ thì hơi kỳ so với dân Đông Lào. Nhưng hy vọng nó vẫn ngon và bon miệng với anh. Trông nồi cá đầy màu sắc thế kia thì cũng khá là ưng ý đấy. Đun thêm một lúc để cả nồi sôi ùng ục. Thì mọi thứ lúc này đã sẵn sàng để thưởng thức rồi đây. Có bác nào cũng đang nuốt nước bọt giống bún không nhỉ? Anh Bổn cũng biết cách ăn uống thật đấy. Nhìn thôi cũng đã thấy nhức nách rồi. Để xem ông anh nếm thử coi hương vị ra sao nhé. Thịt cá thơm ngon mời bạn ăn nha. Trông miếng cá trắng mốt ưa nhìn thật sự. Những cú gật đầu như một lời khẳng định. Điểm 10 cho chất lượng nhé các bạn. Nhìn anh ăn mà đột nhiên cảm thấy hóa ra cá cũng có thể ngon lành đến thế. Hay tối nay đánh một tô bún cá thay cho bữa cơm nhỉ? Chứ lâu lâu cũng chán cơm thèm bún chứ chẳng đùa. Các bạn nghĩ sao? Nếu mọi người đồng ý thì tối nay bún đổi món nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún phở rất biết ơn về điều đó. Đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.